Ở thời điểm này, dù bạn bật điện thoại hoặc xem TV cũng đều thấy thông tin về Hamas, Israel. Những hình ảnh thiệt hại về cuộc chiến này khiến người ta cảm thấy đau lòng. Một số trong số các bạn đã xem video về người cha đưa con gái của mình đi dạo ở Palestine và tất cả những gì đang diễn ra ở Israel. Và quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Có người nói rằng Israel được coi là lực lượng không quân vĩ đại nhất trên thế giới. Làm sao họ không biết rằng điều này đang diễn ra? Liệu họ có không gian tình báo tốt nhất trên thế giới không? Bạn có nghĩ rằng trong một năm, Hamas đã xây dựng một thành phố giống hệt một trong những thành phố mà bạn đã chuẩn bị và đào tạo cách tấn công? Nhưng bạn không biết rằng điều này đang diễn ra. Và tại sao Iran liên quan đến việc này? Ngay sau khi giải ngân 6 tỷ đô la và sau đó Iran lại đưa quân đến đây tụng kinh Bat Omri Em Biomri với những người sở hữu mảnh đất này. Chuyện gì đã xảy ra? Về mặt lịch sử, trước năm 1948, đất này thuộc sở hữu của ai? Palestine có sở hữu đất này trước đó không? Và trước đó, ai là chủ sở hữu của đất này? Và tất cả người Palestine có đều ủng hộ Hamas không? Liệu mọi người đều hỗ trợ Hamas không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Đã có rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu từ nhiều nguồn và họ đã dành rất nhiều thời gian cho việc này. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Tùy theo quan điểm cá nhân, có thể bạn sẽ hoặc không đồng tình. Patrick Beth David, một công dân Mỹ theo đạo Kitô giáo, đã trải qua một số sự kiện đặc biệt trong cuộc đời. Ông sinh ra và lớn lên tại Iran và đã sống ở đó suốt 10 năm. Vì vậy, khi ông nghe về các sự kiện đang diễn ra trên thế giới, David không chỉ đơn thuần là người xem video trên mạng, mà thực sự đã trải qua một số trong những trải nghiệm đó. Do đó, ông không dựa vào thông tin chỉ từ phương tiện truyền thông, mà thay vào đó, ông chia sẻ với bạn những gì ông đã trải qua trong cuộc đời mình. Ông nói rằng, hãy xem biểu đồ này. Nó cho bạn thấy những gì đã xảy ra với đất đai ở Israel, Palestine qua các năm. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào năm 1917, toàn bộ vùng đất này trước khi Anh định ở Palestine, người Do Thái chiếm khoảng 6% dân số tổng cộng. Sau đó, Israel đến vào năm 1948. Chiến tranh kết thúc, Israel có được đất của họ. 750.000 người Palestine bị trục xuất bởi chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Họ bị buộc phải đi đến những nơi khác và họ chiếm được 78% lãnh thổ Palestine lịch sử. Sau đó, đến năm 1967, Israel chiếm đóng Gaza và bờ Tây. Hãy cùng xem 95 thỏa thuận Oslo chia bờ Tây bị chiếm đóng thành 3 khu vực khác nhau. Khu vực A do Palestine kiểm soát, khu vực B do cả Israel và Palestine kiểm soát, và khu vực C do Israel kiểm soát. Dưới thời của ông Trump, kế hoạch này cho phép Israel sáp nhập các phần lớn của bờ Tây bị chiếm đóng và chỉ cho phép người Palestine kiểm soát 15% lãnh thổ Palestine lịch sử. Bây giờ, chúng ta xem tiếp đến một biểu đồ về sự chiếm đóng của Israel. Nếu bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy Israel ở phía trên cùng. Bạn sẽ thấy 5,8 triệu người, trong đó có 1,6 triệu công dân Palestine đang sống cùng nhau. Nếu bạn nhìn sang bên phải, bạn sẽ thấy Jerusalem, lại là 349.500 người Palestine. Jerusalem có 220.345 người Palestine. Sau đó, ở phía nam, bạn sẽ thấy bờ Tây, bởi vì nó nằm ở phía tây sông Jordan nên họ gọi là bờ Tây. Bạn sẽ thấy 463.000 người Israel, 2,7 triệu người Palestine. Nhưng khi đi hết về phía đông, bạn sẽ thấy dải Gaza, 2,1 triệu người Palestine
và không có người Israel nào. Một trong những câu hỏi được đặt ra là liệu tất cả người Palestine có ủng hộ điều gì đang diễn ra với Hamas và những gì mà họ đang làm hiện nay? Và những gì họ đang làm hiện tại có thể không phải tất cả mọi người đều ủng hộ những gì một số người từ Hamas đang làm với các gia đình. Những câu chuyện mà bạn nghe thấy khoảng 58% dân số Palestine ở dải Gaza hỗ trợ những gì Hamas đang làm, nhưng chỉ có 42% ở khu vực bờ Tây ủng hộ những gì Hamas đang làm. Tỷ lệ thấp hơn ở bờ Tây, rõ ràng cao hơn ở dải Gaza. Một số điều chúng ta cần biết về Hamas. Hamas là một phe chính trị do Palestine kiểm soát dải Gaza, lãnh thổ gấp đôi kích thước của quận Columbia. Nó vào khoảng 141 đến 142 dặm vuông. Và nó đã bị phong tỏa bởi Israel với sự hỗ trợ của Ai Cập kể từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát dải đất ven biển năm 2007. Việc phong tỏa hạn chế nhập khẩu hàng hóa, bao gồm hàng điện tử và trang thiết bị máy tính, có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí và ngăn chặn hầu hết người dân rời khỏi lãnh thổ, theo New York Times. Ở thời điểm này, chúng ta biết hơn 2 triệu người Palestine sống ở dải Gaza ngày nay. Nhưng yếu tố chính là thành phố ven biển đông đúc này có tỷ lệ thất nghiệp gần 50% và điều kiện sống, hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng ở Gaza đều đang suy thoái dưới tác động của lệnh phong tỏa. Tại sao? Bởi vì họ cảm thấy rằng có rủi ro khi kinh doanh do các chính sách và cách họ điều hành. Chúng ta sẽ nói về hiến chương Hamas ngay sau đây. Khi bạn nhìn vào những gì họ có trước năm 1988 so với khi họ vừa cập nhật vào năm 2017, người ta không tin tưởng Hamas vì hầu hết mọi người nhìn vào Hamas và họ nghĩ rằng nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, IS, không có sự tin tưởng đối với Hamas trong cách họ đã làm việc. Mặc dù họ đang cố gắng thay đổi, nhưng họ vừa làm tổn hại đến chính họ khi họ nói rằng chúng tôi không còn là những người như trước, chúng tôi đang thay đổi, chúng tôi là cái này, chúng tôi là cái đó. Và bùng nổ, hơn 900 người Israel đã bị sát hại. Và bạn nghĩ rằng bạn đang tăng thêm sự tin cậy khi thất nghiệp chuẩn bị tăng vọt, thậm chí còn tồi tệ hơn hiện tại. Vì vậy, Israel cho rằng lệnh phong tỏa là cần thiết để ngăn chặn việc cung cấp vũ khí vào lãnh thổ. Nhưng người Palestine và các nhóm viện trợ nói rằng đây là sự trừng phạt tập thể và làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế và xã hội khốn khó. Khi bạn xem xét các quốc gia đã công nhận Palestine vào năm 2023, có 138 quốc gia trong tổng số 193 thành viên Liên Hợp Quốc làm như vậy, chiếm khoảng 71%. Vậy có 55 quốc gia không công nhận Palestine vào năm 2023. Nhưng nếu bạn xem xét Israel và cùng thời điểm, có 165 quốc gia trong số 193 quốc gia và có 28 quốc gia không công nhận Israel. Và điều gì đã xảy ra với Hamas, nhóm quân sự Palestine kiểm soát dải Gaza? Họ đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel. Cuộc tấn công này là lớn nhất trong nhiều thập kỷ và làm bất ngờ cho chính phủ, quân đội và các cơ quan tình báo Israel. Israel ngay lập tức đáp trả bằng cuộc không kích vào Gaza nhằm vào các trung tâm của lực lượng vũ trang Hamas. Israel cũng triển khai lực lượng dự bị của mình và triển khai binh lính tới biên giới với dải Gaza. Và con số mà chúng ta nghe nhiều nhất là 300.000 binh sĩ dự bị mà họ đã kích hoạt. Sau đó, Israel đã ném bom dải Gaza liên tục trong 3 ngày liền và thông báo về lệnh phong tỏa toàn bộ dải Gaza đang bị vây hãm, bao gồm lệnh cấm vận đối với thực phẩm và nước. Và quân đội Israel mới chỉ cho biết, trong số 300.000 binh sĩ dự bị mà họ đã kích hoạt, có 100.000 binh lính dự bị đã tập trung gần hàng rào với dải Gaza. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào năm nay, Palestine không có không phận hàng không và bị phong tỏa biển bởi Israel.
Rõ ràng, đó là một phần lệnh phong tỏa mà họ đã thực hiện từ năm 2007 và bây giờ nó đang được thực hiện đầy đủ. Nếu bạn nhìn vào phần màu đỏ bao quanh, đó là cách mà Gaza bị bao quanh bởi một vùng biên giới được tăng cường mạnh mẽ và bây giờ có 100.000 binh lính đang xếp hàng ngay đó bên cạnh dải Gaza. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng cảm giác của người Palestine ở khu vực này. Họ nói rằng, chờ một chút, chúng tôi không thể có thực phẩm và nước. Bây giờ, chúng tôi có thể kéo dài như thế này được bao lâu? Đây rõ ràng là một mối lo lớn đối với những người sống ở đó. Đồng thời, Israel nổi tiếng với thông tin tình báo chính xác nhất. Họ luôn được công nhận trong nhiều danh sách khác nhau là có thể là tốt nhất, được đào tạo bởi CIA nhiều năm trước. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi về chính phủ, quân đội và cơ quan tình báo Israel. Họ bị bất ngờ bởi một cuộc tấn công không có tiền lệ gần đây, về tính phức tạp và kỹ năng của nó. Làm sao mà Hamas lại điên cuồng đến mức như vậy? Đây là một điều rất khó hiểu mà nhiều người đang đặt ra câu hỏi. Sự khởi đầu của cuộc tấn công bằng tên lửa và các mục tiêu xa như Tel Aviv và Jerusalem. Vai trò của hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel. Bạn có thấy video về Iron Dome, vòm sắt không? Ngăn chặn được rất nhiều cuộc tấn công. Họ xây dựng nó vào khoảng năm 2006 khi Hezbollah từ Liban tấn công. Họ nói chúng ta phải đặt một hệ thống vòm sắt. Tin hay không, đầu tư chỉ là 210 triệu đô la và nó đã có thể bảo vệ cả thành phố. Vậy vòm sắt hoạt động như thế nào? Công nghệ xác định xem tên lửa có đang hướng về khu vực đông dân không và nếu có, vòm sắt được sử dụng để bắn các tên lửa chặn Tamir vào các đạn đạo đang tiến đến gần. Các tên lửa không đe dọa sẽ được rơi vào các khu vực trống. Sau đó, các chiến binh Hamas xâm nhập vào Israel bằng đường bộ, đường biển và không gian, bao gồm việc sử dụng máy xúc, máy bay dù, thuyền và xe máy. Một lần nữa, đây là cuộc chiến đầu tiên trên đất Israel trong vài thập kỷ qua. Do đó, các chiến binh xâm nhập vào 22 thị trấn Israel và căn cứ quân đội và bắt cóc dân thường và binh sĩ. Nhiều trong số họ đã bị đưa trở lại Gaza. Nhưng một lần nữa, câu hỏi là tại sao và làm thế nào mà họ đã làm được điều đó? CIA của Israel được coi là một trong những cơ quan hàng đầu trên thế giới. Làm sao họ lại để cho điều này xảy ra? Điều này trở nên phức tạp. Israel và Ai Cập đã có một mối quan hệ làm việc rất tốt với nhau. Họ là hàng xóm trong 40 năm. Tuy nhiên, một quan chức tình báo Ai Cập nói rằng chính phủ Israel đã được cảnh báo về một điều gì đó lớn trước các cuộc tấn công của Hamas. Điều này như quan chức của AP đã nói rằng chúng tôi đã cảnh báo họ về việc tình hình sẽ bùng nổ và sẽ diễn ra rất sớm, trong khi văn phòng của Thủ tướng Israel gọi cáo buộc này hoàn toàn sai lệch. Bài viết từ New York Post và Business Insider. Về báo cáo thương vong, rõ ràng một cái đã là quá nhiều, nhưng con số này là lớn nhất kể từ 50 năm trước. Đó là những gì đã xảy ra ở Israel. Số người bị sát hại tại Gaza ít nhất là 830 người, khoảng 4.250 người bị thương. Ở bờ Tây đang bị chiếm đóng, ít nhất 19 người bị sát hại, 110 người bị thương và ở Israel hơn 900 người đã tử vong, 264 người Mỹ đã bị giết. Vì vậy, trên phía Hamas, họ đang cố gắng giải thích lý do tại sao họ đã chọn tấn công. Đây là lý do của họ. Mohammed Daif nói, cuộc tấn công này là phản ứng lại lệnh phong tỏa dải Gaza kéo dài 16 năm, các cuộc đột kích của Israel trong các thành phố bờ Tây, tranh chấp thánh địa Jerusalem thiêng liêng đối với người Do Thái như núi đền. Sự tăng lên của các cuộc tấn công của dân định cư và Palestine và sự phát triển của các khu định cư và cụ thể hơn, những yếu tố thúc đẩy cho các cuộc tấn công bao gồm: thứ nhất, việc chiếm đóng của Israel tại bờ Tây. Thứ hai, cuộc vây hãm gần đây của cảnh sát Israel tại ngôi đền Aqsa, nhà thờ Hồi giáo ở Jerusalem. Thứ ba, việc giam giữ hàng ngàn người Palestine trong nhà tù Israel. Thứ tư, tình trạng gây tranh cãi tại nhà thờ Hồi giáo Aqsa. Khi điều này xảy ra,
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra tuyên bố rằng Israel đang trong tình trạng chiến tranh sau khi Hamas tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ đầy hủy diệt vào đất nước và hứa sẽ đòi lại một mức giá chưa từng có từ nhóm khủng bố. Và rất nhiều binh lính dự bị của Israel được triệu tập và bây giờ có thông tin đồn đoán về cuộc xâm lược tới Gaza từ khi các đơn vị xe tăng được gửi từ phía Nam. Dưới đây là một số nơi mà cuộc không kích của Israel đã nhắm tới. 1. Quân đội Israel nói rằng họ đã tiêu diệt các trung tâm chứa các chiến binh Hamas. 2. Các quan chức Palestine nói rằng một bệnh viện đã bị tấn công cùng với các tòa nhà nhiều tầng, nhà ở và ngôi đền. 3. Bộ Y tế ở Gaza cho biết rằng ít nhất 400 người Palestine đã bị sát hại, hầu hết trong số họ ở Israel và phần còn lại trong Enclave. Do đó, biểu đồ mà nhiều người đang chia sẻ trên mạng xã hội là biểu đồ về bối cảnh lịch sử của xung đột Israel-Palestine, mà màu đỏ biểu thị cho số người Palestine đã bị chết trong các vụ đụng độ liên quan đến xung đột, còn màu tím là Israel. Nếu bạn nhìn lại vào năm 2008, hãy xem sự chênh lệch giữa màu đỏ và màu tím. Sau đó là năm 2009 và nó tiếp tục. Và qua năm 2014, đó là một cuộc chiến kéo dài 50 ngày vào năm 2014, được kích động bởi vụ bắt cóc 3 thanh thiếu niên Israel, kết thúc với cái chết của 73 người Israel và hơn 2.000 người Palestine. Hầu hết trong số họ là dân thường. Đối với Israel, họ tìm kiếm sự trả thù. Và ngày nay, nhiều người ở Israel đã chết trong xung đột này hơn bất kỳ năm nào trong vài thập kỷ qua. Và con số này chỉ đang bắt đầu tăng lên. Có thể trong vòng một tuần, nếu tình hình này tiếp tục, cả màu tím và màu đỏ có thể vượt qua con số năm 2014. Điều này thực sự cho thấy rằng không có hòa bình. Họ đang gặp khó khăn trong việc sống chung và điều này không cho thấy mọi thứ đang được cải thiện. Thực sự thấy rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn dựa trên biểu đồ này. Một bài báo của New York Times nói, vấn đề này đến sau nhiều tháng lo lắng sâu sắc về sự đoàn kết của xã hội Israel và sự sẵn sàng của quân đội của họ. Một cuộc khủng hoảng được kích hoạt bởi nỗ lực của chính phủ cánh hữu, cắt giảm quyền lực của tòa án. Cuộc tấn công cũng diễn ra vào ngày lễ Simchat Torah và gần 50 năm kể từ ngày các nhà chức trách Israel bất ngờ khi các lực lượng xâm lược từ Ai Cập và Syria khơi mào cuộc chiến Yom Kippur. Phần thú vị là khi báo Wall Street Journal viết một bài báo nói về cách Iran liên quan đến việc âm mưu tấn công Israel. Và nếu bạn xem bài báo này ở đây, Iran đã hỗ trợ Hamas và Hezbollah, hai nhóm chiến binh Lebanon người Palestine bị Hoa Kỳ và Israel xác định là tổ chức khủng bố. Hãy nghĩ về Hezbollah và Hamas. Iran đã tạm gác sang một bên các xung đột vùng miền khác như mối thù mở màn với Ả Rập Xê Út và Yemen để tập trung vào việc tài trợ và trang bị vũ khí cho các đội quân chống lại Israel. Dưới đây là điều khiến nó trở nên một điểm thú vị. Bạn có biết 6 tỷ đô la mà chúng ta phải trả cho Iran để đổi lấy một tù nhân chính trị không? Bạn có biết khi tin tức này được thông báo đến chúng ta không? Đó là vào ngày 11. Có vẻ hơi kỳ lạ phải không? Đó là khoảng 1 tháng trước khi sự việc này xảy ra. Sau đó, cựu người phát ngôn Kevin McCarthy kêu gọi Tổng thống Biden đóng băng lại số tiền 6 tỷ đô la của Iran sau các cuộc tấn công gần đây của Hamas và Israel. Chúng ta đang nghĩ rằng, đúng vậy, hãy hợp tác với họ và cho họ số tiền 6 tỷ đô la cùng với tù nhân chính trị. Mọi thứ sẽ tốt đẹp. Sau đó, bạn thấy họ trong quốc hội. Iran chết trên nước Mỹ sau khi chúng ta vừa mới đưa cho họ số tiền 6 tỷ đô la. Có vẻ kỳ lạ về thời điểm của cả sự việc này. Trong một bài phát biểu, có đề xuất một kế hoạch 5 bước để giải quyết xung đột leo thang ở Israel. McCarthy đã chỉ trích chính quyền Biden về việc trao đổi tù nhân với Iran và quyết định chi ra 6 tỷ đô la trong quỹ Frozen của Iran để đổi lấy sự tự do cho 5 công dân Mỹ bị giam giữ một cách trái phép. 6 tỷ đô la cho 5 người Mỹ bị bắt giữ trái phép.
Đây là điều mà nhiều người đang nói về số tiền 6 tỷ đô la đã trở thành khẩu hiệu một lần nữa đối với những người chỉ trích chính quyền Biden trên The Hill. Và sau vụ tấn công ở Israel, nhiều đảng viên Cộng hòa nói rằng việc này giải phóng nguồn lực cho quân đội Iran chi tiêu quân sự và hỗ trợ khủng bố. Sau đó, thứ mà bạn biết là thư ký Antony Blinken xuất hiện và phản đối. Ông nhấn mạnh rằng không một đô la nào đã được chi từ số tiền này. Các khoản tiền mà đã được giải ngân để trao đổi tù nhân, Lincoln nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ chỉ được sử dụng cho thực phẩm, thuốc men và hàng hóa nhân đạo khác. Tất nhiên, rất nhiều người không tin điều này. Theo Wall Street Journal, các quan chức an ninh Iran đã giúp Hamas lên kế hoạch tấn công Israel và cho phép cuộc tấn công diễn ra tại một cuộc họp ở Beirut chỉ vào thứ hai tuần trước. Ngay cả các sĩ quan của lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã làm việc với Hamas từ tháng 8 để lập kế hoạch xâm nhập không gian, đất liền và biển. Vậy bạn nghĩ Iran sẽ làm gì? Bạn nghĩ Iran sẽ lên tiếng và nói rằng họ là phần trong đó, hay bạn nghĩ họ sẽ phủ nhận điều này? Bài báo tiếp tục nói rằng Iran đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ tấn công. Nhưng có một sự đồng lòng ngày càng lớn giữa các chuyên gia rằng Iran đã đóng một vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công. Bằng chứng cho thấy sự tham gia của Iran bao gồm cuộc họp ở Beirut. Việc cuộc tấn công được phối hợp với các nhóm chiến binh ủng hộ Iran khác và việc sử dụng vũ khí và chiến thuật tinh vi mà nằm ngoài khả năng của Hamas. Việc Iran hậu thuẫn một nhóm người Ả Rập được tổ chức là một dấu hiệu đáng lo ngại đối với Israel và hơn nữa, trong quá khứ, các xung đột trước đây. Liên Xô là nước bảo trợ cuối cùng của kẻ thù Ả Rập của Israel và luôn có thể gây áp lực để họ đạt được một loại thỏa thuận hoặc nhận ra một đường ranh giới. Rõ ràng, điều này đáng lo ngại vì cách đây nửa năm, có hàng trăm người đang biểu tình ngay giữa đường và trên khắp đất nước cũng có nhiều cuộc biểu tình tương tự. Một số người đang nói rằng có chiến tranh, liệu điều này sẽ ảnh hưởng đến người dân ở Mỹ? Liệu môi trường xung quanh có an toàn không? Và liệu đây có phải là thời điểm không cảm thấy an toàn khi ra ngoài với gia đình và con của bạn? Liệu họ có dịu bớt tình hình này không? Dường như là không. Bên Hamas nói rằng, nếu các người tiếp tục bom phá chúng tôi sẽ phải giết mỗi con tin và chúng tôi sẽ phải phát sóng trực tuyến để mọi người có thể thấy. Hãy nghĩ về một tuyên bố như vậy được đưa ra. Và Israel nói rằng, chúng tôi không đàm phán với khủng bố và phía Israel có hai phía. Một bên nói rằng, nhìn đây, các phe phái tự do đang nói rằng hãy tìm cách đàm phán. Một bên khác nói rằng, chúng tôi sẽ không đàm phán với khủng bố. Những người này đang nói rằng họ sẽ giết con cái của bạn và bạn muốn chúng tôi ngồi đó và đàm phán. Bạn tin những người này ư? Bây giờ, tùy theo quan điểm của mỗi người, bạn ủng hộ phía nào? Điều đó đang diễn ra ngay bây giờ. Vậy Mỹ, Ả Rập Xê Út và những quốc gia khác đánh giá tình hình này như thế nào? Và người dân có tin tưởng rằng hòa bình sẽ trở thành hiện thực ở đây không? Chúng ta vẫn chưa biết được. Nhưng đây là những gì đã xảy ra. Đã có các phản ứng quốc tế bao gồm sự ủng hộ của Tổng thống Biden đối với Israel. Các quốc gia Ả Rập, bao gồm Ả Rập Xê Út đều kêu gọi giảm căng thẳng, nhưng tránh trách nhiệm đủ cho Hamas. Họ vẫn tiếp tục ủng hộ Hamas mà không trách rằng đó là lỗi của Hamas. Họ chỉ nói rằng, chúng tôi muốn vấn đề này được giải quyết và chúng tôi đang làm nhiều tiến triển với Israel. Nhưng chúng tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ sẽ tốt đẹp với mọi người. Gần đây, Biden và các cố vấn hàng đầu của ông đã cố gắng thúc đẩy Ả Rập Xê Út để chuẩn hóa quan hệ ngoại giao với Israel. Nhưng Ả Rập Xê Út chưa bao giờ công nhận một nhà nước Do Thái trong tình đoàn kết với người Palestine, nhưng dường như sẵn sàng thay đổi chính sách. Vậy câu hỏi là liệu tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn không? Có nguy cơ xung đột vùng lớn hơn liên quan đến Hezbollah? Đây là một bài báo của New York Times. Tổ chức quân đội Lebanon đã gây chiến với Israel vào năm 2006. Đây là Hezbollah đến từ Liban, sẽ ở phía Bắc. Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết họ đang theo dõi sát sao những diễn biến quan trọng trong tình hình Palestine với sự quan tâm lớn
Vì vậy, Liên Hợp Quốc đang cố gắng đóng vai trò của sự hòa bình, giảm căng thẳng, không để tình hình trở nên tệ hơn. Đây là đánh giá của họ về những gì họ nghĩ đang diễn ra. Lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hợp Quốc ở phía Nam Lebanon nói rằng tình hình trên biên giới Israel-Lebanon đang không ổn định. Nhưng ổn định sau khi Hezbollah và quân đội Israel đã trao đổi pháo binh và pháo lựu vào sáng sớm trong ngày. Có nghĩa là bạn có thể tin hoặc không, nhưng đây là thực tế của nó. Nếu bạn xem hiến chương của Hamas mà họ có từ năm 1988 và chỉnh sửa lại vào năm 2017 và sửa đổi cách đây 6 năm. Nguyên tắc của tài liệu đó có 36 điều mà có thể được tóm gọn lược thành 4 chủ đề. Thứ nhất, việc phá hủy hoàn toàn Israel. Chúng tôi muốn nhấn mạnh lần nữa rằng Hamas đề xuất việc tiêu diệt hoàn toàn Israel là điều kiện cần thiết để giải phóng người Palestine và thành lập một nhà nước thần quyền dựa trên luật Hồi giáo Sharia như đã nêu trong hiến chương năm 1988, chỉ cách đây khoảng 35 năm. Thứ hai, họ tuyên bố cần phải có cuộc chiến không bị kìm hãm để đạt được mục tiêu trên, tức là tiêu diệt Israel khỏi bản đồ hầu như hoàn toàn. Thứ ba, họ phê phán một cách cố ý và bác bỏ bất kỳ giả thuyết thông qua đàm phán hoặc thỏa thuận chính trị nào về quyền tại đất thánh của người Do Thái và người Hồi giáo. Thứ tư, họ khẳng định lại các điều truyền thống chống Do Thái giáo lịch sử và những lời kỳ thị đối với họ, kết hợp với các lý thuyết âm mưu đen tối. Phần chúng ta vừa nghe ở trên có nguồn từ tạp chí The Atlantic và tiêu đề của bài viết trên The Atlantic nói rằng khi Hamas nói với bạn họ là ai, hãy tin họ. Vì vậy, có một số người có thể nói, chờ một chút, liệu Israel có ngồi đó và nói hãy loại bỏ Palestine, người Palestine và Hamas khỏi trái đất? Bạn chưa bao giờ nghe Israel nói điều đó, bởi Israel có thể làm như vậy nếu họ muốn. Họ có một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất, nhưng họ không làm vậy. Tại sao họ không làm vậy? Có lẽ đó không phải là mục tiêu của họ. Tuy nhiên, đối với Hamas, họ thậm chí không cố che giấu điều đó. Đây chính là họ. Đây là những gì chúng tôi muốn làm. Đây là mục tiêu của chúng tôi. Cũng có một nhóm người cho rằng, có thể Israel đã cho phép một phần của sự việc này xảy ra để thế giới ủng hộ họ trong việc tiêu diệt và tiêu hủy Hamas, toàn bộ dải Gaza. Hy vọng rằng, trong bối cảnh tình hình đang leo thang căng thẳng tại Trung Đông, các bên liên quan sẽ thể hiện sự kiên nhẫn và sẵn sàng thương lượng để tìm ra giải pháp bền vững cho cuộc xung đột lâu dài giữa Israel và Palestine. Đây là cơ hội để cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy một quá trình hòa bình mang tính bền vững và công bằng cho cả hai bên, dựa trên nguyên tắc của quốc tế và lòng khoan dung. Ngoài ra, cần thiết phải tập trung vào việc xây dựng lòng tin cậy giữa các bên và tạo ra một môi trường thuận lợi cho đàm phán. Các quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực cũng nên thúc đẩy sự hợp tác đa phương và đảm bảo rằng không có bên nào sẽ mất cơ hội để giải quyết xung đột một cách hòa bình. Chúng ta không nên quên rằng hàng triệu người dân vô tội trên cả hai bên đang phải chịu đựng nỗi đau và khổ đau không đáng có. Họ cần sự ủng hộ và giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế để có thể tiếp tục cuộc sống một cách bình thường và hòa hợp trong môi trường an toàn và ổn định. Trong bối cảnh hiện tại, việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với những người dân sống tại đây mà còn đóng góp tích cực vào việc duy trì an ninh và ổn định toàn cầu. Chỉ thông qua sự hợp tác chặt chẽ và ý thức rõ ràng về trách nhiệm chung, chúng ta mới có thể hy vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực này và cho toàn cầu.